Bây giờ ta cho nước mắm tỏi ớt chanh vào ta. Nước mắm tỏi ớt chanh đường bột ngọt này các bác này. Ta cho vào ta trộn nhá. Bây giờ em thử miếng xem là nó thế nào nhé các bác nhé. Không nói nên lời các bác ạ. Em mời các bác nhá. Ngon lắm các bác ạ. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực tôi yêu nhé. Ẩm thực tôi yêu xin cảm ơn các bạn nhé. Xin chào cô chú anh chị nhé. Hôm nay em có đi chợ em mua hai cái tai heo thì bây giờ em về em làm cái món tai heo chua ngọt. Bây giờ em đi em làm em quay cho các bác xem nhé. Các bác nhớ bấm like đăng ký kênh ủng hộ cho ẩm thực tôi yêu nhé. Ẩm thực tôi yêu xin cảm ơn các bạn nhé. Bây giờ em cho tai heo và em luộc các bác. Trước khi luộc cái tai thì ta cho thêm một chút mì chính các bác nhé, để cho nó đậm đà, nó ngọt các bác, cho ăn cái thịt nó ngọt nha các bác. Và đây là gia vị của em để làm cái món tai heo chua ngọt nha các bác nhé. Gồm có rau mùi này, dưa chuột này, cà rốt này, sả này, chanh này, tỏi này, ớt này các bác, thêm chút đường với lại chút bột ngọt nữa các bác nhé. Đây là cái nồi tai heo của em nha các bác nhé. Sau khi em đã luộc chín, bây giờ em vớt ra để cho nguội, để tí em thái nha các bác nhé. Bây giờ em đi làm gia vị nha các bác nhé. Em đi thái cà rốt. Cà rốt này mình thái mỏng ra các bác. Thái dày quá thì ăn cái cà rốt này nó hăng. Mình ước lượng cái thịt của mình đến đâu thì mình thái đến đấy thôi nha các bác nha. Em thái bằng này thôi. Dưa chuột này các bác này. Sả các bác thái mỏng ra nha cho dễ ăn nha. Mình làm hai củ sả thì mình sẽ thái hết cả hai củ đây các bạn. Rau mùi ta thái cắt khúc nhỏ nhỏ ra nha các bác nhé, cắt khúc nhưng mà vừa vừa thôi, để tí ta trộn nhé. Ta đi ta đập tỏi nha các bác nhé. Nói chung là càng nhiều gia vị thì càng ngon các bác nhé. Cứ cho nó những cái gia vị này các bác cho nó nhiều nhiều lên tí. Cái món của chúng ta nó được thơm ngon hơn.
ớt chỉ có chanh. Chanh thì ta cho ba quả nha các bác nhá, ba quả thì mới đủ độ chua được. Bây giờ em đi thái thịt nha các bác nhá. Phần tai này thì ta thái nó mỏng ra các bác nhá. Mình thái mỏng thôi, đừng thái dày. Nói chung là cứ mình cứ thái mỏng ra cho nó ngâm mắm, ngâm muối và dễ ăn hết các bác. Này em đi chợ trông thấy, còn trông thấy hai cái tai ngon ngon này, mua về làm giới thiệu với các bác. Và bây giờ em đi em bóp nhé các bác nhé. Em cho thịt rồi. Em đi em bóp rồi các bác. Giờ em cho đường nha các bác nhá. Em cho 2 thìa đường nhá. Em cho 1 muỗng bột ngọt nhá. Em cho tỏi vào này các bác. Tỏi, ớt. Vắt chanh luôn rồi nha các bác nha. Bây giờ ta khoáng nó lên cho nó đều đi các bác nha. Ngon rồi các bác. Ta để lại một chút tí nữa ta chấm nhá. Đây là cái thịt em vừa đổ ở đây rồi các bác. Bây giờ em cho hết gia vị vào nhá. Nước mắm tỏi ớt chanh đường bột ngọt này các bác này, ta cho vào ta trộn nha. Bác cứ bóp cho nó đều đi nha, cho nó ngấm gia vị cho nó ngon nha các bác nha. Sau khi đã bóp xong rồi thì bây giờ em thử miếng xem là nó thế nào nha các bác nha. Không nói nên lời các bác ạ. Tuyệt vời luôn.
sự là không nói nên lời. Em mời các bác nhá. Ngon lắm các bác ạ. Không nói nên lời đâu. Mời các bác mời cơm cùng gia đình em nhá. Đây cái món tai heo chua ngọt của em này các bác này. Mời các bác nhá. Video đến đây là kết thúc nha các bạn nha. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ cho Ẩm thực Tôi Yêu để Ẩm thực Tôi Yêu ngày càng phát triển và ra nhiều những video hơn để cho các bạn xem nha. Ẩm thực Tôi Yêu xin cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành nha.